À, thì các bạn ơi, đây là đĩa cơm chiên Dương Châu của nhà Themi nhé. À, Themi mời các bạn cùng ăn cơm chiên Dương Châu cho tối hôm nay. À, các bạn ơi, hôm nay thì Themi sẽ nấu cái món gọi là cơm chiên Dương Châu. Thì cái món cơm chiên này là nó xuất phát từ Hồng Kông. Cho nên là Themi nấu cái món này cho các bạn coi. Thì trước tiên mình cần phải có cái cơm mà mình nấu cho nó khô nha các bạn. Cho nó thật là khô, nó rời ra từng hột một nha các bạn. Thì sau khi đó xong rồi mình phải có lạp xưởng. Thì đây Themi có cắt ra cái mấy cái lạp xưởng này, một khay đây. Lạp xưởng các bạn phải cắt ra từng miếng dài dài như vậy. Các bạn đừng có cắt cái miếng tròn ngang, tại vì cái miếng dài như vậy á, thứ nhất á, thì cái chất tạp xưởng này nó thấm vô cái hột cơm ha, thứ nhì mà nhìn cho nó đẹp mà ăn nó ngon nữa. Rồi bên cạnh đó mình sẽ thái hành, thì trong này nó có hành trắng và hành xanh. Hành xanh và hành trắng các bạn nhớ thái cho cái hột hành nó bự lên một chút, khi mà mình chiên vô với cơm đó nó lẫn lộn nhưng mà mình còn nhìn thấy được cái miếng hành trong cơm nha. Rồi kế tới mình cần phải có tỏi. Thì đây Themi có một cái Themi có cắt một miếng tỏi ngay đây các bạn đó. Tỏi. À, và cái kế tới là mình cần một chút tỏi nha các bạn. Thì đây Themi có cắt ra một miếng tỏi ngay đây. Thì bên cạnh cái tỏi này thì mình cần phải, thì các bạn ơi, bây giờ mình cần có trứng nữa nha. Thì trứng thì mình chia ra làm hai. Một cái thì mình tách ra lòng trắng trứng, rồi cái này mình tách ra là lòng đỏ trứng, tại vì mình phải làm riêng nó ra như vậy thì cái miếng cơm nhìn nó mới ngon, và nhìn nó sẽ hai cái màu nó sẽ riêng biệt với nhau nha. Thì đó, mình có cái này lòng trắng trứng, còn đây là lòng đỏ trứng nha các bạn. Đó, khi mà mình chiên xong rồi mình vớt cái lạp xưởng ra. Cái đĩa. Xong rồi mình lấy cái mỡ đó, mình mới xài cái mỡ đó để mà mình chiên cho nó thơm nha các bạn. Rồi khi cái chảo nó không rồi, bây giờ mình đổ mỡ vô rồi mình mới cho trứng đâu, cho lòng trắng trứng vô mình chiên nha. Trứng chiên xong, lòng lòng trắng của trứng xong rồi thì mình bắt đầu mình đổ ra. Rồi mình phải làm hai cái lòng đó nó khác nhau, nó rời nhau nha các bạn. Bây giờ mình đổ lòng đỏ trứng vô, mình chiên riêng nha. Khi mà mình chiên lòng trắng riêng rồi mình phải chiên lòng đỏ riêng nha các bạn. Mình vớt cái lòng đỏ đó mình để riêng. Rồi sau khi đó mình đổ mỡ vô, bắt đầu cái lần này thì mình sẽ cho hành tỏi, cho tỏi vô trước xong rồi mình cho hành vô nha các bạn. Đó, cho tỏi vô. Khi mà mình để cho tỏi nó thơm xong rồi đó thì cái cơm mình bắt đầu mình cho thêm cơm như từ từ nha các bạn.
Tại vì mình nấu rồi mình cứ bỏ ra rồi mình để riêng nó như vậy, khi mà mình cho mấy cái nêm nếm vô nó không có bị cháy cái hạt cơm nó sẽ đều hơn. Bây giờ các bạn cho muối nè, cho tiêu nè, cho bột garlic vô ha, còn bột tỏi vô. Thì các bạn cứ cho từ từ mỗi thứ chút vô ha. Khi mà các bạn nêm nếm nó đầy đủ rồi, các bạn cho vô mấy bạn đảo tiếp. Bạn thấy không, từng hộp cơm một nó rời ra từng hộp một nha các bạn, như vậy nó mới ngon. Đó, bây giờ các bạn sẽ cho hành củ vô. Cho mình xào cho cái hành củ nó chín xong nha các bạn. Hành trắng chứ không phải hành xanh đâu nha. Rồi mấy bạn cho lạp xưởng vô nè. Mình từ từ mình cho từ thứ vô một, lạp xưởng vô mình lắc đều lên. Rồi sau khi đó mình cho trứng trắng vô nha, lòng trắng trứng vô, rồi mình cho lòng đỏ vô, tại lúc nãy mình chiên nó lên thì nó đã rời nhau ra rồi, lòng trắng với lòng đỏ nó không có bị quyện vô nhau. Bây giờ mình bỏ vô thì những cái lòng trắng với những cái lòng đỏ nó nằm riêng ra, nó không có dính vào nhau. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái đoạn hành xanh vô sau cùng. Mà cái hành xanh thì mình nấu nó đã chín rồi, mình cắt nó lớn rồi thì khi mình cho vô mình nấu thì nó không có bị thu nhỏ lại. Rồi mình cho một chút nước tương vô nha các bạn. Cái này là nước sốt. Các bạn cho một chút dầu hào vô nha. Ê, không phải dầu hào, cái lộn, dầu mè. Đó, thấy chưa, các bạn thấy cái chảo cơm chiên chưa, nó có màu xanh đỏ vàng nhìn rất là đẹp. Cái này là cái món cơm chiên mà nó xuất nguồn từ Hồng Kông nha các bạn, nhưng mà người Việt Nam mình gọi là cơm chiên Dương Châu. Đó, thì bây giờ các bạn đảo cho tới khi nó xe đều với nhau nha. Đó thì nó đã xe đều và cái hạt cơm nó đã cứng rồi. Thì đây là xong rồi, bây giờ mình đổ vào trong cái khay này rồi mình đưa vô trong nhà. Mình sẽ bỏ ra từng tô một nha, từng chén một. Temi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi Temi nấu cái món cơm chiên Dương Châu nha. Các bạn nhớ like, subscribe and share cho Temi nha. Thank you.